Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm Retroactive và nhận Airdrop từ sàn Kilo Exchange Sàn này thì đã nhận được một cái khoản đầu tư từ Binance Lab rồi Thì với cái mô hình của dự án này thì họ định hướng phát triển tương tự như là DIDX hay là PRP mà các cái mã các bạn đã từng giao dịch cũng như từng trải nghiệm sản phẩm của họ rồi thì họ định hướng phát triển vào cái việc giao dịch phái sinh, giao dịch future của bên mạng coin thì hiện tại họ có cái mảng Aerop và có cái content trading này này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một vài cái điểm ở đây cũng như review thôi. Cái kèo này thì không phải là kèo miễn phí mà yêu cầu các bạn phải cần có tiền và có cái vốn nhất định để các bạn tham gia. Các bạn càng cày nhiều khối lượng giao dịch thì các bạn càng kiếm được nhiều nhá. Thì đơn giản với bản thân mình thì mình sẽ chuyển tiền từ cái sàn tập trung sang đây mình sẽ giao dịch thêm một ít thôi. Đấy được bao nhiêu được. Thì mình cũng chỉ review qua thôi, bạn nào mà thấy phù hợp làm thì làm nhá. Thì với dự án này thì họ tích hợp các cái trên nhưng mà chủ yếu mình thấy hay nhất ấy là họ tích hợp cái trên mới của bên BNB trên đó là cái trên BNB này cái trên này thì cái phí cực kỳ là thấp luôn nếu các bạn sử dụng BNB trên hay là Manta thì cái phí nó vẫn còn hơi cao một chút nhưng mà bên OP BNB thì cái phí gần như bằng không luôn anh em nhé thì mỗi lần mà các bạn vào lệnh mua lệnh ở đây thì các bạn sẽ cần phải có một cái lượng phí nhất định để anh em làm thế thì sẽ có cái tab về Airdrop đây để mà các bạn làm này thứ nhất là các bạn sẽ cần phải vào các bạn chui trong vòng 7 ngày liên tục thì anh em mà chui càng liên tục này thì họ sẽ càng thưởng cho anh em nhiều thêm các cái cái điểm hơn nhá thì đây có các cái táp nhiệm vụ về chơi thôi. Bạn nào mà muốn làm các táp nhiệm vụ miễn phí thì hơi khó. Nhưng mà mình nghĩ là về sau nó cũng sẽ xứng đáng đối với cả những cái việc anh em tham gia thời điểm đầu cầy khối lượng giao dịch nhé. Cái này thì việc anh em có thể cầy khối lượng giao dịch. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi trung hạn thì anh em hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận. Nhưng mà chơi ngắn hạn thì hơi khó bởi cái phí nó cao. Tựa mình sẽ thảo luận cái điều đó sau nhé. Thì với mỗi 1.000 đô giao dịch các bạn sẽ kiếm được 40 điểm. Cái điểm này giống như cổ phần đấy, Về sau họ sẽ lấy cái điểm tổng của anh em này Ví dụ đây mình cầy được khoảng hơn nghìn điểm Thì họ lấy hơn nghìn điểm đó họ chia cho tổng cái lượng điểm của toàn bộ người dùng Tham gia cái chiến dịch giao dịch ở trên sàn của họ Thì về sau các bạn sẽ được cái phần cổ tức đó Các bạn nhân với cả tổng cái lượng mà họ sẽ airdrop cho mọi người dùng đúng không? Đấy Ví dụ tổng airdrop một triệu token thì lấy cái phần trăm cổ phần anh em Để mình nhân cái số đấy thì tính được ra cái lượng token mà các bạn sẽ nhận được đúng không? và khi mà các bạn earn point ngoài việc là các bạn sẽ deposit thêm nữa là 2.000 đô vào cái phần cái phần cổ cổ phiếu cổ tức của họ cơ thì các bạn sẽ nhận được 50 điểm trên một ngày nhưng cái đó thực sự nó cũng khá khoai tại vì nó cũng có rủi ro mà chỗ là việc khi mà anh các bạn deposit vào cái phần ơn này đây cái công cụ ơn này anh em nhá thì các bạn phải mua cái phần k usdt với cả cái, cái lượng cao hơn lúc thì nó thấp nha lúc thì 1.1 lúc 1.2 thậm chí có lúc 0.9 cái này thì nó phụ thuộc vào việc à, mình có đọc rồi là cái lượng mà trader mà họ chiến thắng nhiều ấy, thì cái pool ba lần này nó sẽ ít đi thì cái, cái việc mà à, cổ tức này nó giảm đi này, thì anh em sẽ được ít e hơn đấy thì hiện tại các bạn thấy cái lượng lợi nhuận đúng không? Khi mà các bạn gửi về đây này sẽ farm được mà nó cũng khá là cao khi mà anh em sẽ được lãi bằng chính cái đồng K USDT này. Cái này thì nó sẽ phát sinh từ cái phí giao dịch với cả những cái lượng lợi nhuận mà họ thu được trong cái quá trình funding rate này thì thực sự là cái phí này hơi cao. Mình có tính toán rồi thì nó cao gấp đôi so với cả cái phí khi các bạn giao dịch trên các sàn tập trung. Đến vì vậy anh em cân nhắc nha Cái này thì có thể giao dịch nhưng mà cũng không nên quá uh, ham về việc là cầy khối lượng bởi vì rất cao Đây phí như mình ước lượng rồi cứ mỗi 1.000 đô ấy mà các bạn vào giao dịch nhá là các bạn sẽ uh, mất một đô phí đây ví dụ cái cái chỗ này mình vào cái vô là 500 đô này đấy cái phí giao dịch này là 0.5 thì cứ 1.000 đô đấy là cái việc anh em vào lệnh nhá là mất một đô này mà ra lệnh là mất đô nữa nhưng đương nhiên là các bạn sẽ được ghi nhận cái khối lượng giao dịch là 2.000 đô Tức là khối lượng ở giao dịch họ tính cả cái lúc mà các bạn vào lệnh và cộng mới đóng lệnh chứ không phải là cái khối lượng cái 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 sai đây đúng không? Đấy vì anh em mà chơi được ngon thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận. Ví dụ lệnh này của mình đúng không? Kiếm được 24 đô. bị funding rate cũng chat phết này các bạn thấy không? <laughs> này funding phí mất 0.5 đô này. Đấy, thì thực sự là cái phí này nó bào rất là lớn. Nên vì vậy là bạn nào mà thích thử về cái việc ơn này thì cũng làm cái khá là hay ho mình thì mình chưa thử nên mình cũng không thể review cho anh em được thì bạn nào vào thử thì xem tình hình thế nào có thể mình sẽ thử một ít thôi thì mình xem như thế nào thôi thì mình có thể cập nhật ở trên các kênh telegram về sau nhá thì mình cũng chỉ check qua một chút những cái điều kiện như thế tiếp theo là cái phần referral point này cái này thì mình sẽ để link để mà anh em có thể đăng ký và ủng hộ mình nhá thì mình sẽ nhận được 30% cái point khi mà anh em phát sinh ra mình sẽ nhận được và ngoài ra thì khi mà anh em đăng ký theo cái link đấy các bạn sẽ được giảm bớt cái phí hơn cái phí về rebate này. Vì, vì referral này thì họ sẽ cao cái rating này thì khi mà các bạn đăng ký theo link của mình sẽ được ngoài cái đấy thì anh em được giảm phí hơn này thì được có lợi cho cả hai anh em nhé thì các bạn có thể check cái đường link mình để phần mô tả video để mà anh em có thể click vào đó các bạn kết nối với cảm ví metamask nhé thì cái này đơn giản là các bạn có phần kết nối ví metamask xong rồi anh em chuyển sang op bnb nếu mà các bạn chưa có tiền ở bên op bnb các bạn có thể rút trực tiếp IODT hoặc là BNB ở bên mạng Binance sang. Nếu mà các bạn chưa có có thể là bên Binance họ không cho rút IODT thì các bạn rút BNB với cái mạng nào? Mạng OP BNB nhá. thì khi đó các bạn sẽ lên Pancake Swap. nên Pancake Swap các bạn sẽ chọn đúng cái mạng OP BNB, sau đó các bạn có thể swap từ BNB sang USDT. Đấy là trường hợp không có tại vì bản thân mình thì mình chuyển từ các cái mạng khác sang nên mình không có rút từ Binance mình không rõ là họ có cho rút USDT từ bên mạng OP hay không. Thế thì sang đây các bạn sẽ um, kết nối ví MetaMask vào. Đấy. nó hơi bị lag một chút đây thì anh em sẽ chọn đúng cái mạng là OP BNB. Thế thì anh em sẽ uh, truy thôi cái sàn mạng Pancake cái sàn Pancake Swap thì nó là một cái sàn À, hàng đầu top 1 của bên mạng à, BNB rồi Đó, thì anh em sẽ nhấn cho web đây các bạn chuyển từ BNB sang USDT thôi đấy, ví dụ mình hiện tại là đang có USDT số lượng lớn đây này à, nó đang request đây thì anh em đợi một lúc nhé hình thoảng nó hơi lag đi đấy hơi lag tí anh em đợi chút hoặc là anh em có thể kể, um, chọn cầu nối cũng được đây chọn cầu nối cái phần sử dụng ZK Bridge này thì các bạn có thể chuyển từ cái mạng um, Arbitrum hay là mạng manta với cả op sang đó thì anh em có thể hoặc là bnb trên sang hiện tại thì họ, họ hỗ trợ mỗi bnb trên họ mỗi hỗ trợ bnb trên tức là bạn có để trên cái mạng chính cho thì anh em chuyển sang cái mạng phụ đây thì anh em còn lấy thế nhá không thì sang bên uh, bằng cách swap để anh em chuyển đây ví dụ đây thì trong ví mình có khoảng nghìn rưỡi đây thì anh em có thể chuyển sang nhé ví dụ anh em mà rút sang BNB thì bạn chuyển sang USDT thì sử dụng sàn đó nhé thì đó là mấy cái mà để anh em có thể có cái tiền để anh em giao dịch Đấy thì anh em có cái uh, Tài chính bao nhiêu Thì anh em giao dịch bấy nhiêu thôi Còn cái việc giao dịch thì nó cũng đơn giản thôi Nó cũng không có quá gì phức tạp so với cả những cái sàn tập trung đâu Ví dụ bây giờ mình sẽ vào lệnh cho em xem nhé Ví dụ mình vào tiếp 500 đô Thì với 500 đô đòn 7 x5 thì các bạn hiểu là cái vốn là 500 đô thôi Còn đòn 7 là chủ yếu để anh em Ký quỹ nó ít hơn đúng không? Và các bạn um, dùng được nhiều hơn đấy Thì anh em có thể sử dụng như vậy Với khuyên mình các bạn nên dùng x5 thôi Xong các bạn sẽ nhấn vào đây thôi Nhấn đây xong bắt đầu là MetaMask họ sẽ yêu cầu là anh em phải trả ít phí thì cái phí ở bên mạng OP BNB rất là rẻ các bạn thấy không? Đấy, gần như bằng không luôn đấy cái này là một cái lợi thế rất lớn dành cho dự án mà họ phát triển trên mạng OP BNB chứ mạng BNB trên thì phí nó hơi chát toàn 0 chấm mấy đô nữa đấy thì các bạn sẽ nhấn vào thì sau đó nó sẽ hiển thị là các bạn được cái sai nghìn đô vừa xong mình có 500 đô đúng không? đấy và hiển thị cái mức phí anh em phải trả này Đấy, thì còn việc mà đóng lệnh thì nó cũng đơn giản đấy thôi Nó cũng không có gì đâu Thì anh em sẽ check ở đây này đấy, Đến lúc mà nó sẽ cập nhật Ngoài ra có cái phần Lucky Draw này Thì ra nó không nên quay anh em nhé Cái này quay thì, nó cũng toàn vào cái ô 5 hay ô 10 đâu Anh em mà vào ô khác thì cũng khó lắm Nói chung là không không, không ăn thua nhá Đấy thì họ cập nhật ngay Mình lên nghìn ba điểm này đấy, Sau đó các bạn đóng điểm thì họ cũng tính luôn nhá Đấy cái, cái vô đấy. đấy. Ví dụ anh em confirm Các bạn đóng này đấy, Thì bạn sẽ chọn lệnh market luôn ở đây như vậy đấy xin em đóng thôi đấy, xong đợi cái cái này chạy hết này nó sẽ xử lý mạng thì ra nó cũng khá là nhanh đấy thì các bạn xem lại lịch sử đúng không đấy những cái PNL còn như của mình bằng không này không? <laughs> đấy em nhá nói chung cái này nó sẽ là cái uh, việc là do bị trừ phí nhiều thì ra là mình cũng không có còn vấn đề về lợi nhuận lắm ví dụ như mà cái câu chuyện để lệnh này mà được lâu lâu thì còn ok còn không không thấy mà không theo dõi được thì anh em đóng sớm tại vì làm cái này chủ yếu anh em để mà xem xét các bạn cày được cái cái mục erob này đúng không đấy vì sao các bạn có nghĩ? đấy còn cái việc cày lợi nhuận thì các bạn cứ xem xét mà ra vào lệnh cho phù hợp nhá đấy thì đây là mình review cho anh em về một cái sàn phi tập trung để mà anh em có thể giao dịch future nhưng mà cái phí về funding với cả cái phí ra vào lệnh nó vẫn rất là cao nên anh em có thể xem xét thôi chứ cái lúc đó mà sập cap được nhanh cái lúc biến động mạnh ấy. chứ nếu mà giữ cái lệnh này càng lâu nha các bạn bị trừ phí càng nhiều ở trên các sàn tập trung ấy thì có lợi thế một cái là các bạn mà có cái funding đúng không? Nó dương cái gì thì anh em có thể là không phải trả phí cái funding đúng không? Đấy và trong cái thời gian chờ funding rate là 8 tiếng không bị trừ gì. Còn mấy cái sàn này ấy, thì các bạn thấy nhược điểm của nó này, cái funding rate là nó trừ hàng tiếng một nó cứ một tiếng là nó trừ một lần đây. Thế nó bào rất ác nha và không có âm dương gì đâu. Cái này là cái funding này là anh em bị trừ thẳng tay luôn cả buy sell không? long short thì đều bị trừ cái funding cái việc vay mượn này với cả funding rate này đó thì đó là anh em phải cẩn thận với cả cái việc phí ở trên các cái sàn này nhá. Thì nhìn chung là chủ yếu là chúng ta sẽ trải nghiệm và đi đồng hành với dự án thôi. Còn về cái mức phí của sàn này để mà có thể giao dịch được thì thực sự mình thấy nó vẫn chưa tối ưu. Trước đó chúng ta có sàn DDX hay là PRP đấy nó còn chạy trên cái mạng kia rất là tốn phí là anh em cứ xem xét và giao dịch nhá và cần xem xét với cái lượng bao nhiêu đâu chứ cái này thì chúng ta thấy có tiềm năng như thế nhưng mà nó bị mất phí thì mình chỉ review qua đấy không phải là một cái bảo anh em có thể làm đấy thì mình có video đấy thì anh em có thể tham gia ngoài ra thì mình có để cái đường link của cái chương trình giao dịch ở đây cái này thì hơi phức tạp nhé các bạn phải chuyển sang mạng của Manta ấy. đấy sang mạng Manta sau đó là anh em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ ví dụ giao dịch ít nhất là 10 đô đúng không thì các bạn sẽ stick vào đây sẽ hoàn thành này đấy sau đó là các bạn phải giao dịch ít nhất là một nghìn đô ở trên Manta Network thì mình hoàn thành hết rồi cái đấy thì đơn giản thôi đấy, thì anh em cũng sang Manta Pacific này sau đó anh em sẽ giao dịch những cái đó thì anh em phải tự mày mò nhá. thì đây mình hướng dẫn qua cái hoàn thành cái nhiệm vụ nó hơi phức tạp ở cái đoạn mà chuyển tài sản thôi. chuyển tài sản thì được khuyên là anh em cứ để từ cái mạng khác ấy hoặc là các bạn rút trực tiếp ở trên các sàn giao dịch sang nhá. Đấy, xong rồi anh em rút là rút sang cái đồng ETH Đấy, xong có mà muốn có UDT nhá thì các bạn cần sử dụng cái sàn dex của bên Manta thì mình lời khuyên cho anh em sử dụng cái sàn này này thì các bạn sẽ truy cập theo đúng cái hướng dẫn này nhá để anh em tìm cái sàn đó chứ nếu mà anh em sử dụng mấy cái sàn nó không chuẩn đấy thì nó sẽ phí nó rất là cao thì các bạn sẽ cần IOT để các bạn ra vào long sọt đúng không? thì ban đầu là chúng ta chỉ có ETH thôi thì anh em cần phải có cái sàn dex của họ thì các bạn cứ truy cập vào cái website của Manta thôi sau đó các bạn truy cập cái hệ sinh thái của họ Eco này, này, ecosystem này Xong anh em sẽ vào cái mục sàn giao dịch đúng không? Đấy, Xong các bạn sẽ tích vào cái mục DeFi Payment này đấy, Các bạn kéo xuống Để các bạn sẽ chọn cái sàn ai uh, iZumi này đấy, Các bạn chọn cái sàn này, cái sàn rẻ nhất nhé Sau đó anh em sẽ kết nối ví vào để các bạn swap Từ ETH của Manta sang thôi Đấy vì anh em rút từ các sàn thì chắc mình nghĩ bây giờ họ mới hỗ trợ là rút cái đồng ETH trên mạng Manta chứ chưa hỗ trợ rút UDT trên Manta đâu Thì các bạn sẽ vào đây các bạn sẽ nhấn vào swap này Xong em chọn mạng Manta Pacific Sau đó anh em swap từ ETH sang UDT Thì cái mạng này nó cũng khá là rẻ thôi thì anh em có thể tự xem xét nhé thì nó cũng không bị lệch nhiều đâu đúng không? Đây các bạn nhìn thấy là 52.28 nó còn nó tầm 52 thôi đấy nó giữ lại ít để nó trả trừ phí cho cái cái mức mà lệch giá nó rất là thấp và khá là tốt nha nên anh em sử dụng cái sàn này trong khi cái, cái, hệ sinh thái của Manta thì ngoài ra cái việc mà cầu nối thì các bạn có thể sử dụng cái này hoặc là anh em sẽ sử dụng Orbiter nha mình nghĩ các bạn nên sử dụng Orbiter nếu bạn nào đã làm một video active của bộ Orbiter rồi, thì các bạn nên sử dụng Orbiter để mà gia tăng thêm các cái khối lượng ở trên sàn Đấy. Thì đây mình review về cái dàn kilo trên nhá Và chúc anh em về sau sẽ nhận được các cái phần Aerobe Khi nào có Aerobe thì mình sẽ đăng trên kênh Mình cập nhật xem cái những cái lượng điểm của mình Chắc cũng nhận được ít thôi Tại vì các bạn có thể thấy Cái lượng người mà họ tham gia họ cày nhiều lắm Đấy, các bạn nhìn thấy cái lượng dưới này một, một ngày họ cầy đến cái mức mà đến hàng trăm nghìn điểm này đó. trong khi đó anh em cầy như cái có vài ca điểm thôi thì không thấm vào đâu về sau mà chia đây thì cổ tức của mấy cái, cái ông ví này ông rất là lớn thế các bạn cứ tham gia có những giao dịch mà thêm thôi ví dụ lúc nào có cơ hội long sọt bitcoin eth hay Ancoin coi đấy thì các bạn vào đây các bạn đánh Đánh ở đây để mà các bạn sẽ được vừa được tích điểm nó, Đấy thì cũng được làm review tiếp đó. thì khi các bạn làm hoàn thành xong cái cái uh, chiến dịch ở trên Gaxi rồi nhá thì bạn nhận được thêm cái OAT chính là cái NFT ghi nhận này thì về sau các bạn càng có nhiều điểm này đúng không? Đấy thì anh em sẽ càng nhận được nhiều cái arop uh, token khi mà họ lên sàn nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong các số video review về uh, các kèo free joystick tip cũng như là hướng dẫn các bạn cần uh, thảo luận hay hướng dẫn gì thì bạn nhớ click vào các đường link ở phần mô tả và bình luận video này để anh em tham gia vào cái nhóm thảo luận bên Telegram nhé. Bye bye anh em.